Cả cái ở kia nữa. Cái nào với cái nào là một mày? Hai cái khác nhau mà lại. Cái kia hai cái ra lên lên khác nhau rồi. Nó hai địa điểm bắn xa tí phù tất. Đẹp nhỉ. Ôi, lại còn có cả mấy bông trông như cái bông hoa hoa các thứ. Hay phết. Đâu ạ? À? Ừ, nhìn mấy cái vụn vụn kia nhìn đẹp. Đấy lại bắn tiếp. Quanh nhà mình xem được 3 lượt pháo hoa đấy. Cái kia cái này là gần rõ nhất này. Đẹp nhỉ. Nhà mình làm đúng cái chỗ mà nó nở đẹp nhất. Còn bọn cái phần ở dưới nó phụt phụt lên thì có cũng được chả có cũng được. Vâng. Đẹp rồi đấy. Đây còn với lại còn có pháo hoa hình người mà. Kiểu là bắn ra cùng mọi đấy đấy, cái màu xanh xanh ấy. Là thằng người đấy. À, là bánh kim tuyến. Đấy đấy đấy, một đống thằng người ấy, mày nhìn thấy không? Đẹp. Nhìn đâu mày? Wow. Wow. Bên này người ta mẹ vừa đi phát người ta bắn một lượt pháo hoa đẹp lắm.
Đây giờ rõ à? Ôi giời ơi, ở đây được đột vài quả. Ở đây lục đột vài quả sang bên kia xem nó mới to gì à. Cái kia nó là chính. Cái kia vẫn còn kìa. Đây mẹ thấy không? Ôi, đấy. Đẹp không? Cái này hết rồi này, chỉ còn cái kia. Bây giờ mình sẽ xem mình nhiều chỗ nhỉ?